Alo các bạn, tại mình đang chuẩn bị dụng cụ để chơi trò chơi kéo co nha các bạn. Đây là một trò chơi kéo co nha các bạn. Đây, ban tổ chức đang chọn đồ nghề. Các bạn không? Các bạn nha. Hôm nay mình tổ chức cái cuộc chơi cho bốn đứa. Phong Phong em với Nghĩa, bên gồm với Phong Mập. Đó. Trò chơi gì? Trò chơi gì? Trò chơi kéo co. Đây là điểm xuất phát nha. Kéo mấy lần, kéo mấy lần mới được. Kéo ba lần. Ba lần nha, là lụng dây hả? Đây, vậy? Đây là một phần thưởng. 2, 4, 5, 10 bịch bánh con cua. Ai mà ăn được 3 lần nữa là lãnh được 10 bịch bánh con cua. Đây, đội A là gồm anh Nghĩa và Phong. Còn ai là Phong em và Phong Mập và Bin Rồm. Rồi thì nghe mất đi. Rồi. Nha. Không kiểu đâu. Bàn số 4. Chưa. Rồi. Chuẩn bị chưa? Rồi. Chưa. Rồi. Chưa. Rồi. 1 2 3. Kéo. Kéo. Quay, 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 quay. Ở đây ngắn. Là phải đứng xa ra nó mới đứng ra ra đứng đầu mất á. Thằng Nghĩa mày được cả mò tới mày lắng tới mày thua chà bông trơn mày đang bay 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 nhiều giả lên bay thằng bay giờ nó nằm dưới đầu ấy giờ mặt chơi nằm kìa nó té nó nằm thôi bạn nghe quá dính nước rồi rồi là mất đi rồi cái này phải chơi này phải chơi 10 vòng. Rồi. Một vòng rồi nha. Một vòng rồi nha. Các bạn, trọng tài. Bạn sáu bây giờ là bồng, Mậu Phong đang nghiêng về bên bên gồm. 1, 2, 3. Kéo. Rồi, rồi, bọc đều. Cho tự do mà. Cho tự do. Cho tự do mà. Ai cắm đâu. Có tự do. Không. Đấy rồi, cái này phải 10 vòng mới đủ thời lượng chứ. Không phải độ, phải độ. Đúng không? Gì phải độ cô? Từ từ, đứng xa ra. Hai bạn thắng được 3 vòng đi tiếp nha. Thủ thế. Thủ thế là ngoan, thủ thế là ngoan. Action. Quay mặt lại. Quay. Quay quay mặt lại. Dạ. 1 2 3. Qua mất rồi cho bay. Chưa. 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 Kéo nghe kéo. Lụm cây kìa. Mất nè. Rồi người qua mới được. Người qua. Hai thằng qua mới được. Hai thằng qua mới được. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi, đủ rồi hả? Cho nên, sao chưa? Anh ơi! 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 Mấy vòng? Quá bỏ lắm rồi. Mấy mà ai thắng rồi? Hai màu, tại sao mấy mới hai màu ba? Em đứng trước, còn Nghĩa đứng sau. Dạ, em đứng sau, Nghĩa đứng sau. Một rồi. Từ từ. Vô. Nhận nó cái bạn. Đừng có kéo. Tụi mày giữ đó, cho khỏi cần kéo. Giờ anh tự lấy à. Ghẻ quấn vô. 2, 3. Ba ghẻ ba. Ai ao cậu cũng nó thu dây lại hai không? Ai không anh chơi đâu mà lại. Rồi, quay, quay. Cái đứa này à. Phạm lỗi. Phạm lỗi. Phạm lỗi. Phạm lỗi chồng. Phạm lỗi. Phạm lỗi. Qua không được. Nó
sạt. Hi sinh. Thế mình nó dập, dập đất. Thế mình mập này nó bị dập đất các bạn ơi. Tại sao bây giờ là 2-1 đang nghi ngờ mấy con nha. Lôi lôi thả ra em đi coi. Chưa. Quấn dây vô người nó không té. Chưa Phong, từ từ. Chỗ Phong em Phong mập đi, nó khô nó lợi thế. Đâu nhớ. Khỏi thường lắm á. Giận lắm. Từ từ thôi. Rồi. Lấy luôn. Cá miếng ơi, ngay mất cả hoàng rồi. Chưa, lấy chưa xong. Chưa, chuẩn bị chưa? Rồi, 1, 2, 3. Ngồi nằm xuống. Quay quá. Ghé quá, ghé đi quá. Mày còn mà. Mày qua đây nè. Vòng qua, vòng qua. Hai thằng qua hết mấy em. Nhớ vậy các bạn. Hai thằng qua hết mấy em nha. Mày không giả không các bạn. Con kia cái ngồi dính đó. Nghĩa là nó chờ. Lôi mạnh lên bên. Mạnh lên. Đợi nghĩa mập. Nghĩa phải thu dây lại nó mới kéo được. Qua bên đây đi, bên đây mập anh. Kéo mạnh lên không? Kéo mạnh lên, kéo mạnh. Kéo mạnh lên. Rồi, chuẩn bị kết mạnh lên. Kết mạnh lên ghé. Kết mạnh. Phong, Phong toàn, Phong toàn lát ghé. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. 2-1, 2-1. Bên thằng kia đó. Mình bậy nó ướt, không vấn đề là lau khô hết mẹ à. Hai nước. Giờ muốn cho biết nó ai bà kẹt. Nước kẹt. Đây, đứng lên. Bên đây là lau khô nước hết lấy cặp. Kẹt, không kẹt không? Kẹt anh. Rồi ra ban tổ chức đang sửa lại. Rồi, bây giờ là hai điều nha. Được không? Bán kẹo gì hả? Nghĩa nó rầm luôn. Phong nãy dở Phong. Mày chơi sọt lát kìa Phong. Tại sao bây giờ là hai điều? Khoan, khoan ơi. Cái cuốn qua người tốt lắm. Qua hai người qua mất là thấy nè. Mất chính rồi, theo lên đây nè. Sát vô hai đầu. Tốt lên. Rồi. 1, 2, 3. Thu. Thu. Nghĩ lại nó bảnh rồi khô à. Chưa. Rồi, 3, 2. 3, 2. Đâu biết nó phải không? 3, 2. Mạc này trơn thấy bà chịu gì được, không chịu. 3, 2, nghiêng dây cho đội nghẽ. Nghẽ mập. Tại đâu á? Đeo bao tay. Đeo bao tay vô giật à. Đi nhà lấy bao tay không hầu. Bên kia kéo dây nha. Chung ơi, chờ sao? Đại bấu. Nghe. Chứ chờ sao mày vượt mà chạy nhanh mà vượt cái. Nó đu á. Được. Mà nước mà giống rồi đó. Nhìn giống. Giống 10 triệu. 15 triệu nữa chưa? Rồi, ba tôi nhất đang thêm nước vô cho có độ trơn nhiều vô. Tăng thêm phần trơn trợt. Lựa em đi ơi, sẽ bỏ quần cái. Ba hai nghiêng về ai ơi. Nghe. Ba hai đang về nghiêng về nghĩa mập. Ừ, mới mặc cái quần nghỉ chân. Ủa? Nó chừa theo.
Hết trơn rồi, rồi phải kiếm xào bông thêm đi. Đâu xào bông bột với trơn nhiều. Bước vô, bước vô cái giữa đàng hoàng. Cũng còn trơn lắm á, còn trơn. Phải đít. Rồi. Phải bông. Bông từ từ, bông mà nhảy lông cống té đó. Không bắt được. Vậy mà bình thường mày tạo vậy. Ok đúng bình thường nha. Lên. 1 2 3. Chưa còn bên mà. Còn mà. Rồi, 3 2. Bốn hai, bốn hai, bốn hai, bốn hai, bốn hai, bốn hai. Chỗ đâu có chân. Giờ bên này không có giữ thôi. Là không biết hết rồi. Ở đây nó chân rồi. Ở đợi sân. Đợi sân. Đợi sân đúng rồi, đợi sân chứ nãy giờ lợi thế bên kia không. À ông chỗ đây có cái lỗ nè, ha ông cái gì nè. Thôi. Hiện tại là 42 nghiêng về nghỉ mập nha. Một lần này nữa nếu mà đội nghỉ mập ăn là đã sẽ đội cộng cấp vô địch nha. Đâu? Đâu không được vi phạm lực nha. Ở đó có cái lỗ kìa, ở đó có cái lỗ. Nè nghe là đập tay nè. Bây giờ đó là bên Kim Bò Bình Mơ làm là chỉ có ăn mới được chai nữa chứ hô là người ta đọc cấp bánh á. Bánh á. Con ông hô lên. 2 3 dứt. Ông không em. Ông em thả dây ra cho mẹ. Mẹ kéo. Mày được cầm. Ông anh buông ra sao chịu ngủ. Đây bên đây không ai coi. Ôi, năm hai. Năm hai là chưa thắng phải không? Chưa thắng rồi, ba bàn rồi. Rồi. Rồi, tập hợp lên. Tập hợp chơi giải thưởng. Nhận cúp. Sao vậy sao? Rồi cho một ván quyết định luôn. Dạ. Ờ, ván này. Không công bằng. Chứ vậy sao? Không ăn gì đổi sân rồi. Cái này phải thêm xà bông. Đổi sân rồi đó. Đổi sân rồi. Phải thêm xà bông. Rồi, giờ lấy miếng xà bông nữa. Giờ lấy chứ không. Thêm yêu cầu. Thêm yêu cầu của đồ ăn. Nó không chơi chị Lô nó không đồng ý. Mày đứng lấy không? Mày té không? Mày té không? Mày để tao kéo nó nặng thôi nè. Còn em đâu? Có tham gia cuộc chơi không? Còn em? Ôi, ủa sao tạm bên đây không vậy? Đó, đều, đều. Đều quá. Rồi đó. Giả bộ á. Giả bộ á. Sao? Ở vô đi. Rồi. Đi đâu? Chỗ nào? Từ từ. Đó, mất cái giữa. Đây, mất đây. Cầm đi không? Phải không? Xuống vô. Rồi, dạ, bây giờ dòng... cho bạn đồng chất cho cái bit g một cơ hội nha. Cái này là thắng luôn nha. Không. Không, nếu mà bên Nghĩa Mập thắng chiến này là bên Nghĩa Mập ban. Còn nếu mà bên Kim Bò giờ ông thắng là thêm một lần nữa. Là một ván nữa. Ừ, đúng rồi, vậy mới công bằng. Đó. Còn chí quyết định á. Ôi. Đi đi, đứng trong trong đàng hoàng. Đứng trong trong, đứng đây đàng hoàng. Ôi. Ủa. Cái chân bỏ vô trong. Ừ. Mang hai cái miếng ơi, lưu lại xích 2 miếng. Rồi, 1, 2, 3. Trời, nó kèm mà không thua rồi, không có đúng như vậy rồi không? Mày nè. Ô, không có bạn gì đó. Gì không? Gì không? Không, không có bạn, đúng rồi, tổng tài thấy chứ là lỗi bên Nghĩa Mập không có đứng trên gì. Ờ, đứng trên gì không được. Phạm vi phạm. Vi phạm lực. Giờ bên này kéo cỡ nào đâu không chạy. Bỏ ra không được quyền mà. Mày nhúc nhích giờ mày đứng vậy mày kéo tay là lấy cái chân ra khỏi dây. Không có đứng trên dây nghe. Ông phải xuống đầu dưới okay. Ông quay lên ông mới thấy. Không, 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 rồi tao bảo lại đội thắng đâu
đâu? Đây. Đổi hát đi. Bà ông ơi, đòi thắng kìa. Đó, quay trường. Đó, nghĩa mập à. Giơ tay lên. Chào các bạn. Rồi bên đây. Ở đây là đội luôn. Rồi. Rồi chào. Rồi. Bông vô khiêm nữa. Xin lại chào không. Vô. Vô người đưa che đầu tiên. Rồi bye bye. Bye bye các bạn.